Thánh, sáng hôm nay thì chúng ta tiếp tục trong lời Chúa về sự lành mạnh và tốt đẹp và chữa lành và tất cả những ân phước lành mà Chúa ban cho mình. Và chúng ta học về đức tin là luật mới của là luật của sự giao ước mới giữa Đức Chúa Trời. Và phân nhắc lại rằng là từng rồi mình học biết rằng là đức tin hoạt động bằng như thế nào, là bằng lời nói của chúng ta. Vì chúng ta được dựng nên giống như hình và ảnh tượng của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta cũng hoạt động một cách, hay là có cái quyền phép để hoạt động một cách như là Đức Chúa Trời. Đương nhiên chúng ta không phải là Đức Chúa Trời, chúng ta là những người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đem sự vô hình không có đến sự có và thực hữu, có hình, có thể, có dạng qua lời nói của Ngài. Trong Kinh Thánh nói rằng là các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Và chúng ta đọc ở trong Cựu Ước cũng như Tân Ước cũng giống như vậy. Chúa dựng nên tất cả muôn vật mà chúng ta thấy được chính con người bởi một là lời của Chúa, hai là hơi thở của miệng Ngài. Chính là mình, là con người. Chúa nắng nên hình người và Chúa hà hơi thở của Chúa vào chúng ta thì chúng ta trở nên loại sanh linh. Thành ra đức tin hoạt động bằng lời nói. Thì sáng hôm nay mình đi theo một bước nữa, mình có thể xem xét rằng là nghị lực của lời nói như thế nào. Tại có khi chúng ta nghĩ rằng là Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, chúng ta là loài người. Có thể Đức Chúa Trời nói thì có, nhưng mà chúng ta nói thì không biết làm sao. Phải không? Thành ra sáng hôm nay Phương muốn cho chúng ta biết rằng chính chúng ta, Kinh Thánh cho biết rằng khi chúng ta nói lên những lời thì lời của chúng ta cũng có nghị lực rất là mạnh mẽ ở trong cái thế gian này. Thì Phương đi qua ba phần ngắn gọn cho chúng ta biết rằng là lời nói của chúng ta có thể control, tiếng Anh gọi là control đó. Hay là quản lý, hay là Kinh Thánh dịch lại, Gia Cơ dịch lại là hãm cầm, nghĩa là có thể quản lý được, xem xét được đó, cái thân thể của chúng ta, có thể quản lý được cái tương lai của chúng ta, và có thể quản lý và ảnh hưởng được cả cõi vĩnh viễn đời đời của chúng ta. Thành ra trước tiên chúng ta bắt đầu với những cái điều rất là thật hữu, là chính thân thể của mình. Và sở dĩ năm nay Phương muốn chia sẻ tất cả những điều này, tại vì Phương thấy trong vòng chúng ta rất là có đức tin. Có nhiều người khi mà bệnh gì thì đến Nam Phương hoặc là Pháp, hay là những người khác trong hội thánh, ông bà anh chị em lãnh đạo trong cao niên và trung niên, và nhờ cầu nguyện cho. Điều đó rất là tốt. Điều đó là những người tin Chúa, chúng ta có quyền cầu xin Chúa chữa lành, và chúng ta nên làm những điều đó khi chúng ta bệnh. Đương nhiên, chúng ta cũng nên đi bác sĩ khám, coi mình bị cái gì, và bác sĩ nói như thế nào. Và cái đó là cũng ở trong cái thành phần cái cơ thể của mình, giữ gìn cái cơ thể của mình. Nhưng mà Phương khám phá ra rằng đó, là khi chúng ta cầu xin Chúa để chữa lành bệnh của mình đó, thì có khi chúng ta không được chữa lành. Và có nhiều lý do, và trong năm nay chúng ta sẽ học biết hết để chúng ta được sự chữa lành theo lời hứa của Chúa. Nhưng mà một trong lý do đó, phần nhiều đó, là vì cái lời nói của mình. Và chúng ta sẽ thấy rằng là Kinh Thánh nói rằng là cái lưỡi đó giống như là một cái hầm thiết trao vào miệng ngựa. Và nếu mà chúng ta Phương không biết bên Việt Nam có kinh nghiệm con ngựa nhiều hơn hay là con trâu nhiều hơn. Phương về thì ít thấy ngựa, nhưng mà trâu nước thì đi đầy đường. Thành ra Phương không biết, nhưng mà con ngựa đó, và Phương để cái hình con ngựa rất là ốm, thon, mạnh mẽ. Mình tưởng tượng ngựa này giống như là ngựa chạy đua ở trường ngựa vậy đó. Và mình tưởng tượng rằng những cái con ngựa này đó rất là mạnh mẽ, có rất là nhiều năng lực. Khi mà họ làm cái máy xe đó thì họ gọi là horsepower, là mười mấy horsepower, càng nhiều horsepower là cái xe nó càng chạy mạnh hơn. Thành ra mình có thể tưởng tượng rằng là chính thân thể của mình
cũng giống như là bắp thịt, xương, gân cốt và tất cả những cái quyền, cái power trong cái thân thể của mình đó, thì có thể một cái nhỏ xíu là cái lưỡi của mình nó quản trị và nó hãm cầm, nó control. Và đây là lời của Chúa, nhưng mà Phương rất là ngạc nhiên khi mà tại vì Phương học ngành y, Phương luôn luôn muốn xem xét coi người ta khám phá ra cái gì mà hiệp với lẽ thật. Và Phương coi ở trong cái sách báo của psychology rằng cái lời nói của mình thật sự ảnh hưởng và quản trị cái thân thể của mình. Quản trị như thế nào? Phương để cái hình này đó, nó có ba cái cây đi lên. Và cái này á, là cái thử nghiệm. Người ta tìm được 17 người chịu thử nghiệm. Và ba cái này đó, cái trắng, cái màu xám và cái đen đó, là họ thử nghiệm ba cái khác nhau. Cái màu trắng đó thì họ cho những cái người này ngồi xuống và họ điện giật một chút xíu thôi. Điện giật một chút xíu ở trên cái ngón tay, index finger. Và trước khi mà điện giật đó, thì họ nói màu trắng đó là họ nói những cái lời không đau hay là cũng không có gì hết. Họ nói những cái lời giống như là mạnh khỏe không hay là cái gì đó. Rồi những cái màu nâu đó là những cái lời tiêu cực. Những cái lời này á, không phải là riêng về bệnh tật hay là đau đớn, nhưng mà những cái lời tiêu cực giống như là xương mòn hay là cái gì đó, hay là cái gì mà cho người ta suy nghĩ những cái điều tiêu cực. Rồi cái màu đen đó là trước khi họ cho điện giật á, họ nói những cái lời riêng về đau đớn, giống như là nhức, rồi thốn, rồi những cái lời giống như vậy đó. Thì họ giật cũng giống như vậy, cái độ điện á, nó bằng nhau. Nhưng mà họ khám phá ra rằng á, là khi mà họ nói những cái lời đau đớn đó, thì cái độ cao mà người ta khai sau khi bị giật đó, nó cao hơn. Thành ra chúng ta phải thấy rằng á, là cái lời mà nói đến con người đó, vào cái điện giật cũng giống như vậy, nhưng mà nó làm cho con người cảm giác đau hơn khi mình nghe những cái lời đau đớn, phải không? Và cái Phương không có thời gian cắt nghĩa hết, nhưng mà Phương để cái website, cái trang reference ở dưới đó. Họ nói rằng á, là không chỉ là cái lời có thể làm mình đau đớn, cái cơ thể mình đau đớn hơn, nhưng mà ngược lại, cái lời có thể làm cho người ta phục hồi mạnh khỏe hơn. Bởi như vậy, bây giờ họ có những cái trường á, họ huấn luyện những cái người bác sĩ, khi mà nói chuyện với bệnh nhân đó, đừng có dùng những cái lời tiêu cực, giống như là cái xương của ông bà bị mòn đi, hay là cái xương bị mục đi. Họ nói rằng là theo tuổi tác của ông bà, cái xương của ông bà nó phát triển một cách bình thường theo cái tuổi tác của mình. Nghe hai cái khác biệt không? Một cái đó thì mình dùng những cái lời tiêu cực thì người ta nhận những cái lời đó vô, họ nói cái xương mình bị mục rồi. Thành ra khi mà dầu mẫu xương, mẫu đầu gối hay gì đó, cái sự phục hồi của họ đó nó cũng bị ảnh hưởng theo cái lời nói của bác sĩ. Thành ra cái lời nói, chúng ta thấy ở trong y học có chứng minh lời Chúa đúng là lẽ thật. Nó có cái ảnh hưởng ở trên cả cái thân thể của mình về sự phục hồi hoặc là cái sự bệnh tật, về cái sự đau đớn hay là cái sự không đau đớn cho cái thân thể của mình. Và Phương tìm thêm một cái nữa. Cái TED Talk này á, là người Mỹ họ hay nghe, tại vì họ tìm cái cơ quan này tìm những cái người mà rất là nổi tiếng, những cái người xung phong ở trong cái ngành của họ. Và cái hình cô này đó là cổ là bác sĩ rất là nổi danh ở trong nước Mỹ, cổ viết rất là nhiều tài liệu mới mẻ. Và chính cổ nói rằng là khi mà người ta nói rằng cái lời có quyền năng đó, cái đó không phải chỉ là cái điều người ta nói khơi khơi, nhưng mà thật sự ở trong cái óc của mình đó, khi mà mình nghe những cái lời khác biệt nhau đó, thì cái óc của mình nó phản ứng một cách khác biệt với những cái lời tốt, đẹp, phấn khởi, những cái lời khích lệ, năng đỡ. Nhưng mà những cái lời tiêu cực, những cái lời mà đè nặng mình, làm cho mình căng thẳng, những cái lời nhục mạ, những cái lời đau đớn, bệnh tật đó, thì cái óc của mình nó phản ứng khác. Và cái chữ đậm đó
thì Phương đọc là words then regulate the human body, nghĩa rằng là cái lời đó nó quản trị cái thân thể của con người. Thành ra không có những cái gì mà quá tầm tay mình vớ vẩn cho mình hiểu rằng á, lời Chúa thật sự là như vậy. Cái lời nói của con người từ ra cái miệng và cái lưỡi rất là nhỏ, nhưng mà có thể ảnh hưởng cả cái thân thể, cả sức lực của con người. Cho nên á, cái điều đó là cái điều trước tiên mà Phương muốn nói. Khi mà chúng ta cầu nguyện xin Chúa chữa lành đó, chúng ta tin chắc lời hứa của Chúa là như thế nào, và cái lời nói của chúng ta phải hiệp với lẽ thật của Chúa. Nếu Chúa nói rằng Chúa là đấng chữa lành cho chúng ta, thì chúng ta phải tin rằng Chúa sẽ chữa lành cho chúng ta, Chúa đang chữa lành cho chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện như vậy, hoặc là người khác cầu nguyện cho mình như vậy, thì mình cứ tin như vậy. Đó là cái đức tin của mình thực hiện ra cái lời nói của mình. Và cái điều thứ nhì là cái lời nói ảnh hưởng đến cái tương lai của mình, hoặc là những cái điều mà mình không có kiềm chế được. Cái điều thứ nhì, và Phương để cái hình ảnh chiếc tàu này đó, là ở trong sách Gia Cơ, mình đọc ở trong câu 4, hãy xem những chiếc tàu, dầu cho lớn mấy mặt lòng và bị gió mạnh đưa đi thay kệ. Một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cải bác nó, tùy theo ý người cầm lái. Cái điều mà chúng ta nên hiểu đó là ở trong đời sống này đó, chúng ta có một phần có thể ảnh hưởng được cái những cái điều xảy ra ở trong đời sống của mình. Đương nhiên chúng ta đừng có lầm, mình không có quản lý được người khác, trừ ra là con cái riêng của mình và mình là cha mẹ, thì Chúa giao cho mình cái quyền để nuôi nấng nó lên, thì mình có quyền ở trên nó. Nhưng mà đối với người lớn chung với nhau, mình không có kiềm chế được người ta. We cannot control people. Mỗi người có cái sự lựa chọn riêng của mình. Và chính Đức Chúa Trời cũng không có control people. Chính Đức Chúa Trời cũng không có kiềm chế ai. Bởi như vậy đó, chúng ta mới thấy rằng là Đức Chúa Giêsu Christ đưa một hình ảnh rằng, này ta đứng ngoài cửa mà gõ. Đức Chúa Trời không bao giờ tung cửa mà vào tấm lòng của ai hoặc là đời sống của ai. Khi chúng ta cầu xin Chúa, khi chúng ta tin nhận Chúa, khi chúng ta mời Chúa hành động trong đời sống của mình, thì Chúa mới hành động trong đời sống của mình. Và nếu mà Đức Chúa Trời coi trọng cái quyền tự do của mỗi người như vậy, thì chúng ta cũng phải nhận biết rằng là mỗi người có cái quyền tự do ở trong đời sống của mình. Mình không có kiềm chế được cái lời nói của người ta, mình cũng không có kiềm chế được cái hành động của người ta ở trong đời sống của mình. Nhưng mà khi mà những cái việc xảy ra ở trên đời sống của mình đó, những cái việc mà đến từ những người khác, những cái hành động của những người khác, những lời nói của những người khác, hay là chỉ là thiên nhiên thôi, mình gặp phải một cái tai nạn, mình gặp phải một cái điều không may đến với mình đó. Đó tất cả là những cái điều mà nó đến với mình mà mình không phải tự mình, không phải là từ cái thân thể của mình. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh nói rằng bởi lời nói của mình, giống như là cái bánh lái vậy đó. Gió mạnh có thể thổi, nó đưa chiếc tàu, nó đánh chiếc tàu qua đây, nó đánh chiếc tàu qua đó. Nhưng mà một cái bánh lái nhỏ có thể giúp mình lái qua một cách vô sự, bình an. Cái lưỡi của mình, cái lời nói của mình ảnh hưởng được cái tương lai của mình ở trong những cái trường hợp, ở trong đời sống của mình. Cái điều đó là cái điều, cái hình ảnh mà ông Gia Cơ nói lên cho chúng ta biết. Và nó vì ảnh hưởng được những cái trường hợp trong đời sống của mình, thì đương nhiên nó ảnh hưởng được cái tương lai của mình. Giống như là Phương kể tháng trước, và Phương cũng kể lại, tại vì thật sự nhiều cái trường hợp như vậy. Phương kể rằng là Phương đi họp, và họp cái này đó thì rất là cái khách hàng rất là lớn, cái số người mà nếu mà mình thắng cái khách hàng này đó là hơn nửa triệu người, thì rất là lớn. Tại thường thường những cái hãng giống như là Apple hay là American Airlines hay là những cái hãng giống như vậy đó, họ có mấy chục
nhân viên à. Nhưng mà cái khách hàng này hơn nửa triệu nhân viên, thành ra nó rất là lớn. Thành ra bên phía hai bên đó, có nào là CEO, có những cái ông big boss, ông chủ lớn đi. Mình á, thì ông big boss của mình á, ông bị bệnh, thành ra ông đi không được, ông bị COVID. Cho nên Phương đi thế cho ông. Và Phương thấy cái tài liệu đó in ở trong cái tập vở mà mình sẽ phát ra cho khách hàng đó. Phương hồ nghi rằng có thể không chính xác, nhưng mà Phương gọi những cái người mà xem xét những cái tài liệu đó, nhưng mà 8 giờ tối rồi không có ai trả lời mình, tại vì đương nhiên người ta có gia đình con cái, người ta không có trả lời 24/24 đâu. Và Phương thấy rằng là nếu mà ngày mai bước vào buổi họp mà người ta hỏi cái này đó mà mình không có trả lời được đó, thì rất là xấu. Và hơn nữa, một trong cái bà chủ lớn ở trong hãng đó, đầu tuần gặp thì cái người bạn của Phương giới thiệu là đây là không chỉ là một dược sĩ nhưng là mục sư nữa. Thành ra Phương nghĩ rằng là nếu mà ngày mai bước vào cái buổi họp này mà không có tốt đó, thì không phải chỉ là cái danh tiếng của mình, nhưng mà danh tiếng của Đức Chúa Trời của mình thờ phượng đều bị không tốt. Cho nên Phương mới kể rằng tối hôm đó mình làm có thể tất cả những điều gì mình làm, mình xem lại tài liệu, mình chuẩn bị những lời nói của mình. Nhưng mà Phương cứ nói rằng mình là con cái của Đức Chúa Trời, mình được ơn trước mặt Chúa và mình được ơn trước mặt mọi người. Và sáng hôm sau bước vào cuộc họp đó thì cái tài liệu đó sờ trước mắt, nhưng mà không ai hỏi. Không ai hỏi về cái đó. Và mình nói những cái điểm khác, và tất cả cái đội bên mình nói những cái điểm khác rất là tốt, và cái buổi họp đó rất là thành công. Cho nên những cái trường hợp đến trong đời sống của mình, nhớ rằng là nó đem đến cho mình để xem thử coi, để trong cái sự thử thách đó mình sẽ tin cậy vào lời Đức Chúa Trời, hay là mình sẽ bị lung lay, mình sẽ bị gió mạnh thổi và cái tấm lòng của mình sẽ suy sụp, và mình sẽ bắt đầu nghe những cái lời của kẻ thù của mình là ma quỷ nói rằng là mình không được ơn, mình là người thất bại, mình là người như vậy, và Chúa không ban phước cho mình, và tại sao Chúa để cái này xảy ra trên đời sống của mình. Đó là những cái điều mà ông Gia-cơ nói. Khi mà gió mạnh thổi đến thì chính cái miệng của chúng ta phải nói lên lẽ thật của Đức Chúa Trời mà Chúa nói với chúng ta. Và như vậy, không biết ai nhớ cái thẻ vàng này không? Giơ tay lên coi nếu mình còn cái thẻ vàng ở nhà. Rất là tốt. Nếu không có đó thì Phương sẽ in thêm một lượt nữa. Cứ hỏi Phương và Phương in ra đưa cho. Những cái điều này đó, đương nhiên nếu mà mình đọc Kinh Thánh mỗi ngày và mình thích những cái câu nào mà Chúa nói về mình đó thì mình học thuộc lòng cũng được. Nhưng mà ở đây Phương ghi 44 điều rất là ngắn gọn, tóm tắt từ Cựu Ước và Tăng Ước nói về mình. Thành ra giống như là trong những này nói rằng là ta là muối, mình là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Mình được gìn giữ trong các đường lối mình, được Chúa Giêsu Christ đáp ứng mọi nhu cầu của mình. Thành ra đây là những lẽ thật của Đức Chúa Trời nói cho mình, nói về mình. Mình nên biết những lẽ thật của Đức Chúa Trời. Nếu không, ở trong đời sống của mình đó, khi mà những cái gió mạnh thổi đến, khi mà những cái sóng dâng lên ở trong cuộc đời của mình đó, mình sẽ không biết lái như thế nào, mình không biết nói như thế nào, và mình nói những cái lời tiêu cực đó thì mình đồng ý với ma quỷ. Và khi mình nói lên những cái lời tiêu cực đó thì những cái điều tiêu cực đó nó có thể hiện thật ở trong đời sống của mình. Thành ra Phương muốn nói cái điều đó để cho chúng ta suy nghĩ về tương lai của mình. Phương biết rằng có nhiều người cao tuổi và nhiều người anh em trung niên, thì middle age mình gọi là cũng, mình chưa phải là già, mình cũng còn rất là nhiều năm. Và những cái điều mà Phương làm đó, Phương chia sẻ có vài điều hơi tiếu tiếu, nhưng mà thật sự nó rất là thực tế.
Mỗi khi mà sáng sớm Phương có thời gian đó, thì Phương nói rằng là thân thể của Phương mạnh mẽ và Chúa chữa lành các bệnh tật của mình. Không có cái bệnh tật nào có thể sống ở trong cái thân thể của mình. Nói bằng tiếng Anh đó thì dễ hiểu hơn. Phương nói rằng là nếu mà mình cảm thấy mình sắp bị sổ mũi hay là cảm lạnh đó, thì Phương nói rằng là trong danh Đức Chúa Jesus Christ, cold and flu virus không có thể, không có phép hoạt động ở trong thân thể của mình. Tại vì mình được chữa lành bởi lần đòn của Đức Chúa Jesus Christ. Và cho đến những cái bài hát, cái bài Bless the Lord, O my soul đó, cái câu thứ ba đó, ngợi khen Chúa, Đức Chúa Trời đó, cái câu thứ ba nói rằng, rồi khi tôi trở về già và sức khỏe tôi yếu mòn đi. Khi mà Phương hát bài đó, Phương không hát cái câu giống như vậy. Phương mong rằng tác giả ghi những cái lời đó không bị sốc. Nhưng mà Phương hát rằng là khi tôi về già, sức khỏe tôi vẫn mạnh mẽ. Thành ra cái lời nói của mình tin chắc vào cái lời hứa của Đức Chúa Trời thì không phải tốt hơn sao? Những cái điều mà sẽ đến trong thế gian ấy, cũng sẽ đến cho mình. Mình cũng sẽ bị cold flu, bị cảm, bị gì đó. Nhưng mà thật sự cái lời nói của mình quản trị cái thân thể của mình. Phương chia sẻ rồi và Phương chia sẻ lại rằng là hồi xưa những năm trước đó, phát mỗi mùa đông đó, phát bệnh rất là lâu. Tại vì phát làm ngay cái chỗ giống như là chỗ đô hộ của dây trùng vậy đó. Tại vì ở trong tiệm thuốc Tây đó, khi người ta bệnh người ta mới vào mua thuốc, phải không? Thành ra phát đứng ngay cái quầy đó là người ta vô, người ta ho, người ta tùm lum hết trơn á. Thành ra mỗi năm á, phát bệnh rất là lâu, mỗi khi bệnh là ho là đến nỗi mà phát có một ông bác sĩ mà phát có cái số điện thoại, chỉ cần text xong á, là ổng gọi cái thuốc vào cho phát. Thành ra nhưng mà những năm nay, nhất là mùa đông năm qua, phát làm giống như là Phương kể vậy đó. Phát khi mà thấy cái thân thể của mình bị đau nhất, khi mà bắt đầu thấy rằng mình cảm thấy sốt đó, phát nói rằng bởi lần đòn của Ngài mình được chữa lành, mình được chữa lành. Thì phát cũng bị, nhưng mà bị 2-3 ngày rồi hết. Cái thân thể nó phản ứng với cái lời nói của mình. Thành ra có những cái điều ở trong đời sống của mình ảnh hưởng đến mình, không đến từ mình không kiềm chế được. Nhưng mà mình có thể kiềm chế cái phản ứng của mình và cái lời nói thoát ra miệng mình khi những cái điều đó xảy ra và nó ảnh hưởng đến tương lai. Ở trong Kinh Thánh, sách Gia Cơ nói rằng là cái lưỡi là cái điều rất là nhỏ, nhưng mà nó có nó giống như cái lưỡi, cái lửa có thể thiêu đốt cả đời mình. Thành ra chúng ta nhớ rằng là quyền năng do cái lưỡi của mình, không phải chỉ là không phải chỉ là Đức Chúa Trời có. Chúa nói về mình rằng là cái lời mà mình nói đó cũng có quyền năng hành động ở trong đời sống của mình. Cái điều mà Phương đọc kế đó là cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên. Cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người chính mình, và chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Thành ra chúng ta đến cái điều thứ ba, cái câu Kinh Thánh đó, chút xíu nữa Phương sẽ trở lại nói. Chúng ta đến thứ ba rằng lời nói nó ảnh hưởng đến cái sự đời đời hoặc là cái sự vĩnh viễn của linh hồn mình. Ở đây nói rằng là cái lưỡi nó rất là nhỏ, nhưng mà nó giống như là một cái lửa, cái lửa nhỏ, giống như là cái lửa mình tưởng tượng khi mà mình quẹt cái hột quẹt đó, nó chỉ nhiêu đây thôi. Nhưng mà một cái ngọn lửa nhỏ như vậy có thể đốt nguyên cả cái rừng. Thì Gia Cơ diễn tả cái lưỡi mình cũng giống như vậy. Và ở trong sách Matthew, chính Đức Chúa Jesus Christ nói rằng đó là đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Và vì bởi lời nói mà người sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà người sẽ bị phạt. Ở đây cho chúng ta biết rằng là địa ngục hay là thiên đàng,
sự phước hạnh đời đời hoặc là sự hình phạt đời đời cũng do cái lời nói của con người. Và ở trong Kinh Thánh diễn tả một cái điều rất là không biết là tốt hay là rùng rợn. Kinh Thánh diễn tả rằng là khi chúng ta nói với nhau, có một quyển sách mở ra và tất cả những lời chúng ta nói được ghi vào cái quyển sách đó. Bởi như vậy đó, Đức Chúa Jesus Christ mới diễn tả rằng là mọi lời người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Vì bởi lời nói mà người sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà người sẽ bị phạt là như vậy. Tất cả những cái lời mà chúng ta nói, nếu mà sáng hôm nay Phương khuyến khích chúng ta làm hay là nhớ một điều đó, thì chúng ta phải nhớ rằng là mỗi lời của chúng ta nói ra đó, Đức Chúa Trời ghi lại, thâu lại. Và mỗi lời mà chúng ta nói ra đó, chúng ta sẽ phải trả lời với Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus Christ nói như vậy. Thành ra, cái điều mà Phương muốn cho chúng ta lưu ý sáng hôm nay là cái lưỡi của mình định sự sống và sự chết của mình. Phương trở lại cái câu này, sự sống và sự chết ở trong đời sống này và sự sống và sự chết ở trong cõi đời đời. Ở trong Giăng Số Ký đoạn 14 câu 28 đó, thì cái điều này xảy ra. Chúa đem dân Israel ra khỏi Ai Cập là xứ nô lệ. Và Chúa nói với họ rằng là Chúa sẽ đem họ vào một đất hứa đượm sữa và mật ong. Và Chúa sẽ dẫn họ vào cái đất hứa đó, ban cho họ đất hứa đó. Nhưng mà những cái điều bất ngờ xảy ra không phải là bất ngờ đối với Chúa, tại vì Chúa có chương trình. Nhưng mà bất ngờ đối với họ, có thể họ nghĩ rằng là từ xứ Ai Cập họ đi cỡ nửa buổi hay gì đó, rồi họ đến một cái xứ rất là xanh tươi đẹp đẽ, đượm sữa và mật, rồi họ chỉ vào và họ chỉ ở thôi. Nhưng mà khi mà họ ra khỏi Ai Cập, họ đi mấy ngày đường ở trong sa mạc rồi đó, thì họ đến rồi ông Môi-se sai thám tử vào cái đất hứa đó, và thám tử trở về nói rằng có những người khổng lồ sống ở đó, mình đánh không nổi đâu, họ sẽ giết chết mình, họ đạp mình như những con cào cào vậy đó. Thành ra cái lòng của họ sợ, và họ nói rằng là Môi-se đã đem chúng ta ra để cho chúng ta chết ở trong sa mạc, cho con cái của chúng ta bị những cái khổng lồ này làm mồi, họ sẽ giết chết chúng ta, họ sẽ giống như là coi chúng ta không ra gì, giết một cái một. Và họ nói những lời như vậy đối với người lãnh đạo của Đức Chúa Trời chọn là Môi-se, và họ nói những lời như vậy chính nghịch cùng Đức Chúa Trời. Thì sao? Chúa nói rằng là ta chỉ sự hằng sống ta mà thề, ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời ta đã nghe các ngươi nói. Và chính như vậy, như lời họ đã nói ra, tất cả họ chết trong sa mạc. Nhưng mà Chúa giải cứu con cái của họ. Thành ra, bởi lời của chúng ta rất là quan trọng. Đây là những cái điều chúng ta có thể học vài thêm tuần nữa, và mình sẽ học vài thêm tuần nữa. Nhưng mà Phương muốn kết luận rằng đó là mình sẽ nói lời gì. Ở trong cái những câu cuối, ông Gia-cơ nói rằng là ông diễn tả rằng cái lời của mình có quyền năng, có quyền năng trên chính thân thể của mình, có quyền năng ở trên những cái điều đến trong mình, ở trong đời sống mình, có quyền năng định cái tương lai ở trong đời sống này, có quyền năng định cái tương lai trong cõi đời đời. Nhưng mà ông nói như thế nào? Ông nói rằng là có một cái oxymoron, có một cái nghịch với nhau. Ông nói rằng cái suối mặn và cái suối ngọt không có thể cùng một suối chảy ra được. Cái chính miệng của mình đến nhà thờ, mình tôn vinh Chúa, hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh và ngợi khen Đức Giê-hô-va. Xong rồi mình bước ra trong ngày thường, mình chửi người này, chửi người kia. Không được. Một cái miệng mà nói ra lời chúc phước, và một cái miệng đó cũng nói ra lời rủa xả. Mình ngợi khen Đức Chúa Trời, xong rồi mình rủa xả những
con cái của Đức Chúa Trời tạo nên. Ông Gia-cơ nói, mình thấy rất là rõ ràng rằng là cái đó là cái sự mâu thuẫn. Và ông nói rằng là không nên như vậy. Và ông nói không phải là chỉ không nên, nhưng mà không thể như vậy. Mình phải chọn lựa. Một đó, mình là cái suối ngọt. Hai là mình là cái suối mặn. Không biết ở trong hội thánh mình có ai thường nấu chè không? Ai thích nấu chè giơ tay lên? Là thích ăn chè cũng được. Có một cái điều rất là kỳ lạ rằng là khi mà Phương nấu chè đó, Phương bỏ nguyên cái nồi chè đó, Phương bỏ 2 muỗng canh đường vô thì có thể nó đủ ngọt thôi. Nếu mà ai mà thuần tí Việt Nam á, thích ăn ngọt đó, thì để 4 muỗng đường vô á, thì nó mới vừa đủ ngọt. Nhưng mà mình bỏ một chấm muối thôi, một chút xíu muối thôi là nó mặn. Nó là như vậy. Thành ra chúng ta phải xem xét rằng đó là một chút xíu cái điều sai trật. Mình nói một lời của kẻ thù của mình, của ma quỷ đem đến của mình, thì nó phá vỡ đi những cái công việc của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của mình. Thành ra sáng hôm nay Phương muốn chúng ta, Phương mời chúng ta đứng lên và chúng ta quyết định mình sẽ nói lời gì ở trong đời sống của chúng ta. Và cái điều thực tế nhất và cái điều Phương khuyến khích đó là chúng ta học lẽ thật của Chúa và chúng ta nói lên lẽ thật của Chúa trên đến chính đời sống của mình, ở trên mọi trường hợp xảy ra ở trên đời sống của mình. Có thể ở trong những cái trường hợp khó khăn ở trong đời sống của mình cũng không có biết nó sẽ ra như thế nào, mình cũng không có biết làm cái gì, có khi mình cũng không có biết cầu nguyện cho cái gì. Giống như là nếu mà mình mất đi cái công việc đó, mình không có tiền trả bill, mình không có tiền đóng tiền điện, tiền nước, tiền ga, mình cũng không có biết từ đâu đến và ai sẽ giúp đỡ mình, thì mình nói như thế nào? Chúa ơi, con cảm tạ Chúa vì Ngài là đấng ban cho con tất cả, cung cấp tất cả nhu cầu cho đời sống của chúng con. Mình nói như vậy và mình tin như vậy thì mình sẽ thấy rằng Chúa sẽ làm như vậy. Mình đừng có nói lên những lời than thở rằng ô bây giờ chết màu rồi, không có tiền điện, không có tiền đóng tiền nước, tiền ga, rồi sẽ bị cúp điện, rồi sẽ những cái điều đó. Mình nói lên những cái lời không có đức tin. Thành ra cái điều thực tế nhất, mình học lời Chúa, mình đọc lời Chúa, mình phán ra lời Chúa, mình tuyên bố ra lời Chúa trên đời sống của mình. Và như vậy chúng ta sẽ bắt đầu không có cái suối mặn và suối ngọt nữa, chỉ là cái suối ngọt thôi. Xin chúng ta nhắm mắt lại. Và sáng hôm nay, theo như lời Gia-cơ nói cho chúng ta biết rằng tất cả những loài ở trên thế gian này đều bị chinh phục được, nhưng mà cái lưỡi không có con người nào chinh phục được. Chính chúng ta cũng không có chinh phục được cái lưỡi của mình. Cho nên chúng ta phải đầu phục cái lưỡi của mình cho Đức Chúa Trời. Và sáng hôm nay, Phương mời chúng ta đọc bài cầu nguyện chung. Nếu chúng ta nhớ lại những cái lời cay đắng, những cái lời rủa xả mà phát ra từ miệng mình, thì hãy ăn năn và chúng ta đầu phục cái lưỡi của mình, lời nói của mình cho Chúa. Phương mời chúng ta lặp lại chung với nhau. Chúng ta không cần nói lớn, nhưng mà chúng ta chỉ nói giữa mình với Chúa nghe thôi. Kính lạy Chúa Giê-xu, con xin Chúa tha thứ. Trong thời gian qua, con đã nói những lời không xứng đáng, những lời rủa xả anh em, những lời tiêu cực, những lời vô đức tin. Con bẻ gãy những lời đó và con cầu xin Chúa tha thứ cho con. Và từ ngày hôm nay, con đầu phục lưỡi của con để chịu sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, để nói ra những lời xứng đáng, để nói nên lẽ thật của Chúa. Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin chúng ta đến với Chúa với sự cầu nguyện. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài vì Ngài cho chúng con biết từ cách và từng chi tiết những
quyền lực gì, những nghị lực gì ảnh hưởng đời sống của chúng con. Có thể chúng con chưa biết đến, nhưng mà ngày hôm nay chúng con biết. Chúng con biết rằng lời nói của chúng con cũng như lời nói mà phán ra từ miệng Chúa có quyền ở trên đời sống của chúng con. Xin Ngài giúp đỡ mỗi ông bạn chị em của chúng con và chính mình con nói lên lẽ thật của Chúa, nói lên những điều gì mà Chúa phán với chúng con, nói lên những lời hứa mà chúng con có thể đứng vững vàng ở trên, và chúng con có thể xây cất cuộc sống của chúng con, xây cất tương lai của chúng con nên trên lời của Chúa, và chúng con có thể dạy dỗ con cái của chúng con, nói lên những lẽ thật của Chúa ở trên chính đời sống của chúng con, để sự công bình, sự tốt đẹp, sự chánh trực của Chúa và những điều tốt lành mà Chúa hứa cho chúng con được thực hiện ở trên đời sống của chúng con mỗi ngày. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa, chúng con có bấy nhiêu lời cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin chúng ta hát tôn vinh Chúa. Tôn vinh chân thần nguồn ơn vô đối, dưới đất chúng sinh tụng mấy khắp nơi, trời cao cũng chúng cả ngày ba ngôi, Chúa Cha cùng con Thánh Linh đời đời. Amen. Nguyện xin tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển và sự tha thứ của Đức Chúa Jesus Christ và sự hiệp một của Đức Thánh Linh luôn ở với mỗi người chúng con cho đến ngày chúng con gặp mặt lại Chúa mặt đối mặt. Amen. Và lại chung.